mời các bạn ăn cái món hôm nay tôi chè ra tay các bạn. Gà chiên nước mắm mọi người ơi. Gà nguyên con chiên nước mắm. Miếng nào miếng nấy chà bá nè mọi người. Cái bếp nóng rồi các bạn ơi. Đó. Bà chè ở nhà bà đã ướp xong hết trơn rồi mọi người. Giờ mình chế dầu vô. Đó bà chè rau là bà cuốn sẵn luôn nè các bạn. Đó, rau cuốn. Nói chung là không phải gọi cuốn các bạn, rau bà cuốn vậy cho dễ ăn. Rồi. Đó, chiên nước mắm chè bà ướp nè các bạn ơi. Ướp này là nói chung là ướp theo công thức của bả chứ không chè không biết cái gì luôn nha mọi người. Nè mời các bạn nha. Thế Quỳnh quá trời luôn nha, quá lửa gà đá các bạn ơi. Đó cái đùi này đùi là cameraman rồi đó ơi. Đó thấy được cần vàng bên nè mọi người. Hôm nay Thánh Gọng nó đi đập sắt rồi các bạn, hết cái ly đi đập sắt rồi. Đó mà chèo con nguyên con gà luôn, con gà đá chiên nước mắm rồi để lại cho gà đá quả trời gà đá 3 kg mà để lại cho cameraman cái đùi rồi các bạn, cái cặp với cái chân cái đầu cameraman quá chiên nước mắm nguyên tảng luôn mọi người. Nguyên tảng luôn cho nó đã nghe các bạn. Cái đùi là với cái chân nè các bạn, cái phần cổ, cái đầu. Mình cho caramel hầm măng ăn, hầm măng rất thích ăn hầm măng lắm. Đó, bây giờ mình chiên nước mắm thì mời các bạn cùng ăn nghe. Đó, này đây, rồi cái này là caramel xinh rồi. Cái đùi với cái cánh với cái chân. Caramel với ăn chị đây các bạn, caramel với bà chè. Đây, ông số với thấm chè đây nghe mọi người. À, coi như là nguyên con là khai cái đùi là caramel thử sấy hết rồi, cái chiên nước mắm với cái để dành nấu hầm ăn các bạn. Đó bà chè thì cái cánh với cái chân rồi đây đi nguyên đây thì chiên chè với ốc sốt thử sấy thì vậy là chín rồi các bạn ơi. Đây, bà chè thì bà xin cái đùi cho caramel rồi các bạn, caramel thích đùi gà lắm. Là với cái cánh các bạn, với cái chân. Rồi, giờ còn hai chú cháu đưa vô đây mọi người. Chà bá luôn. Gà chiên nước mắm nghe con. Anh này ăn mâm các bạn ơi. Ăn mâm các bạn. Thôi giờ mời các bạn nha. Ăn cơm gà chiên nước mắm mọi người ơi. Cũng đói dữ lắm rồi. Tầm 11 giờ. Ông Gòm thì ông không ăn nước mắm này đâu các bạn. Bạn nước mắm này các bạn biết sao. Nước mắm này là nước mắm lạc nha. À, ông ăn không được đâu. À, ông chai nước tương gì không. Ơi mẹ mẹ coi cái này đi chú, đi chú cái đùi nè. Đó để cho cháu đi nè, con cái đùi nè. Đó, cameraman cái đùi, con cái đùi thì chú là thích. Ê cái mày, ê cái mày, ăn cái mày các bạn. Rồi giờ là chiên mà không biết là dai hay ngon hay không đây bạn. Các bạn nãy giờ bà chè bà ướp ngon gà nên vừa ăn luôn á, có không vừa ăn rồi hả? Báo hát mọi người là bà chè bá rau bà gói vô bên chén các bạn, nãy là chè bà bắt bỏ con luôn nha, cái nó dính đó các bạn. Đó, mở các bạn nha, bánh chén nó dính. Gà này có hơn nửa con thôi mọi người. Chừng nước mắm mà ngon quá. Ngon ý như gà chiên nước mắm nha các bạn. Đó. Có tổ sức đó con. Ngon quá. Tại gà này nói chung gà đá nó cũng hơi dai mà. Chứ nó không có mềm như gà công nghiệp. Đó. Rồi thành ra là thành ra là mình ăn á, nó không đã lắm. Cảm giác nó sương sướng. Chiên gà ta là gà 2 kg mấy
là để lại mớ đó các bạn, là chiên hết luôn, chiên sạch xanh xanh luôn mọi người. Ông nói gì ông Sáu? Ngon quá không nói được. Đây một bạn gà các bạn. Gà làm bà chè với ướp vừa ăn lắm các bạn. Không dễ. Bá phát. Ta chiên con nước mắm. Chiên nước mắm ta chặt cục còn giọt cái chè em chơi nguyên bản. Mọi người chơi nguyên bản. Các bạn biết sao mặt của Tâm chè ở đây bị dính xanh xanh không? Trời đất ơi, vô khu cách ly ngủ quá các bạn. Để đèn suốt đêm đâu có mùng đâu. Bị kiến bạc hoen đỡ phải le cái lưng luôn á mọi người. Tiên đâu biết rồi. Không số nhà thì ngon rồi. Này đầu tiên đâu biết rồi xong là tới tuần lễ sau mới phát hiện lỡ hết trơn các bạn. Lỡ lưng thành ra sức thuốc nè mọi người. Đó. Thuốc á nó... Thuốc á nó giống kêu tao thuốc bảy màu gì đó. Gạo nó không khô ghê á. Xem. Khách ly ở nhà nữa các bạn. Lên nhà 14 ngày. Coi như là làm video suốt luôn mọi người. Ăn rau hồng nên. Mâm rau một mâm. Rau một mâm nha các bạn. Mà không ăn cái nào. Ở vậy tới tâm trạng hết trơn ha. Ê cái mặn các bạn ơi. Đó. Mình thảnh ông cái đùi đó rồi, ông làm chừng dưới 5 cục đó. Ê cái mặn đó. Ăn nguyên cái mình. Nãy giờ mất cái đùi hả? Gần hết đùi hả? Dạ. Cái đùi đó các bạn ơi. Con cái đùi, con ramen cái đùi. Trái tim mùa đông mọi người. Là miếng rau nè. Đó, ăn gạo kiểu mới, ăn gạo kiểu tâm chè. Ai mà chè mà quán gì cũng dễ ăn các bạn. Ngon lắm. Lâu lắm không được ăn uống thoải mái vậy. Vô khu các bạn ăn bữa cơm, bữa nào ăn lâu quá các bạn. Giống như có xương rồi ha, khó ăn là 2 phút rưỡi, 3 phút rưỡi lắm rồi. Biết sao ăn vậy không? Sợ mở khẩu trang cái bệnh á. Ăn như bộ đội vậy ha. Sợ mở khẩu trang cái bệnh. Mấy các bạn nguyên mâm giờ còn nửa mâm mà các bạn ơi. Đó, vô đây về đi ăn nè. Gà nó có thịt. Nè, đó là cái chỗ cái cạnh đùi luôn hả? Mời các bạn nha, đó. Này là nguyên mít xương luôn. Hồi quá trời gà. Gà này mập thì hẹn cái đá thua phải. Nó chết tận thua phải. Đây thôi thì mời các bạn nghe. Đó, thằng cháu này nó nạt đi. Đó. Người ta nấu cà ri. Hay là người ta nấu hầm xả. Vậy ta chiên nước mắm. Ghê.
Anh cho con vô đây chú tin. Rau quá dữ. Làm ba cuốn rồi bà chè cuốn luôn các bạn. Thịt nhóc đó con, ăn luôn con. Nó cái mặt là dính thuốc, sức thuốc nha các bạn. Cái lưng dưới đùi ông chè xanh tè lè luôn, sức thuốc thuốc tè xanh này nè mọi người. Các bạn nha, có cái bị cách ly bị kiến ba khoang cắn là phải sức nha, không sức chịu không nổi đâu, lỡ hết á, lâu hết lắm mọi người, tầm 10 ngày mới hết, lâu lắm. Ông xong cái đùi rồi đó phải không? Ăn bù lại những ngày không được ăn. Cái này cái thận đó, thận con gà, thận đằng cái cặt ha, ngon. Ăn gan hút thôi chú ăn đi. Ăn đi. Nó mềm bắt trời bắt trời. Quá trời tội. Nó trình nãy giờ gần hết trái tương mà chưa thấy mặn á. Mặn nó không tốt rồi chú. Chứ đâu quen. Đây chú biết chưa có. Bà chèo làm mắm lạc nè. À, không mà đây để chú cắt này chứ. Quá đựng quá. Ồ xin nó mắm nó thấm á các bạn. Ồ xin mắm thấm nó ngon quá các bạn ơi. Đã gì đâu. Thật 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 không hả mọi người ơi. Này này ăn với cái cà chua nè, rau sống nè, mà nhiều người ăn các bạn mới ngon nha. Trời nó khờ quá mồi. Tao bên con ăn cắt đi. Hay tôi cắt cho ông luôn không ơi. Cái bóc luôn nha. Chơi luôn đi. Ê, ông nhăn mệt quá. Mời mọi người nha. Đó, nhỏ nhỏ rồi thôi. Mọi người cũng không nói. Gà ít xương ha, đạt không? Nó trường thấu. Sắp sửa hả? Rồi, đó luôn. Có ăn thịt nữa không? Nhiều đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi, đủ chung mặn luôn rồi. Nãy giờ ăn gần 20 phút rồi mọi người. Đỡ hơn rồi. Trong khu cách ly, quải quá. Nhai là giống như là bắt khỏi cần điều tra các bạn. Bóng giam. Khỏi cần điều tra vậy. Mắm rau làm hết luôn. Ông thánh sao hả? Mắm tôm cũng làm hết luôn. No không? Ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Ăn có dĩa cơm. Hai ba dĩa. Chạy. Thăm luôn hả? Cho hết luôn các bạn ơi. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, những cái mâm rau. Ông số ông ăn chè xích sạch luôn các bạn.
Chào mọi người ơi. Không chưa? Lâu lắm mới được gặp các bạn ha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha mọi người. Tâm Chè và Tấn Gồm xin chào tạm biệt các bạn, hẹn video lần sau nha. Bye bye.